Xin chào các bạn, hôm nay shop sẽ quay một video cho các bạn thấy về khả năng chịu nước của Samsung Galaxy S7 và Samsung Galaxy S7 Edge. Tuy nhiên shop không khuyến khích cho các bạn làm điều này ở nhà, bởi vì việc ngâm nước một chiếc điện thoại sẽ tiềm ẩn những rủi ro ở trong đó nha các bạn. Nếu các bạn vẫn quyết tâm mà ngâm nước một chiếc điện thoại của mình thì hãy liên hệ với shop để shop sẽ tư vấn cho các bạn cách làm sao để sau khi ngâm nước mà điện thoại của mình vẫn hoạt động tốt theo thời gian và không xảy ra bất kỳ lỗi nào nha các bạn. Các bạn có thể thấy trong những cái điều kiện ngâm nước bình thường như thế này thì chiếc điện thoại của mình hoàn toàn có khả năng chịu được nước. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một tính năng bất khả kháng, vì vậy các bạn đừng lạm dụng việc này thường xuyên, bởi vì nhất thời nó sẽ không ảnh hưởng tới máy, nhưng mà nếu các bạn không biết cách xử lý sau khi ngâm nước thì về lâu dài điện thoại của bạn có thể xảy ra những vấn đề trục trặc. Nếu các bạn vẫn thắc mắc điều gì, hãy liên hệ ngay cho shop, shop sẽ hỗ trợ các bạn và giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn đưa ra nhé. Shop xin cảm ơn các bạn.